anh nghe cái tin này chút xíu, tôi chạy ra kia tôi làm điếu thuốc và tôi chạy vô nghe. Rồi ok được đây nghe. đến nghe Dạ khắp nơi. Thế bài chúng tôi nói về tình cảnh của những người Ukraine đã sơ tán hay đã tị nạn khỏi đất nước Ukraine, thưa quý vị. Và có thể nói đây là một quảng cáo dành cho những người Ukraine, thưa quý vị. Và đây thuộc loại quảng cáo, thuộc loại tá hỏa, thưa quý vị. Tá hỏa cái gọi là tự do, dân chủ, nhân quyền, Tây phương, thưa quý vị. Thì đây là một cái quảng cáo dành cho những người biết tiếng Nga. Và quý vị nào biết tiếng Nga thì cứ việc đọc, đọc xong rồi sẽ tá hỏa như những người dân Ukraine đã di tản, sơ tán khỏi Ukraine và đến các nước lân bang như Romania, Slovenia, Moldova, Đức, Anh, Pháp, kể cả Hoa Kỳ, kể cả đất nước Do Thái, thưa quý vị. Thì chắc quý vị cũng tò mò đó là những quảng cáo gì, thưa quý vị. Xin thưa, đó là những quảng cáo đi bán thân, nuôi miệng, thưa quý vị, dành cho những phụ nữ từ 22 tới 55 tuổi, người Ukraine, và với những lời hứa hẹn là mỗi ngày không cần làm gì cả mà có thể kiếm được tới 500 euro, thưa quý vị. Có thể nói đây là một cái số tiền khổng lồ cho mỗi ngày, xin thưa quý vị là như vậy. Và hiện nay thì đã có trên hơn 3 triệu 500 ngàn người Ukraine đã rời khỏi đất nước Ukraine khi mà cuộc chiến xung đột vũ trang giữa Ukraine và nước Nga vẫn đang tiếp diễn một cách khốc liệt, xin thưa quý vị như vậy. Thì có thể nói là tình cảnh của những người Ukraine, nhiều người đã phải bỏ nhà, bỏ cửa và ra đi với vài bộ quần áo cùng một cái vali, thưa quý vị. Và trong vali thì cũng chẳng có những tài sản gì quý giá. Và theo những hứa hẹn thiên đường của những nước NATO, những nước Liên Âu, thì hỡi ơi, không thấy đâu cả, thưa quý vị. Chỉ là những chén súp, chén cháo, những bát cơm từ thiện, không thấy đâu là thiên đường của Tây phương đâu cả, thưa quý vị. Mà chỉ thấy có địa ngục, hết địa ngục này tới địa ngục khác, thưa quý vị. Và có thể nói rằng những cái nước Tây phương lân bang xung quanh cũng không có gọi là nhân đạo, nhân quyền gì cả, thưa quý vị. Mà hết sức trơ tráo đưa ra những cái quảng cáo dẫn dụ những người Ukraine khốn cùng đi vào con đường bán thân, bán dâm, bán trộm nuôi miệng, thưa quý vị. Và có thể nói đây là một cái tình cảnh hết sức bi thương, bi thảm đối với rất nhiều người Ukraine. Và vấn đề này thì hiện nay đã lên tới Liên Hiệp Quốc Anh thấy nên chưa? là cũng chẳng thể giải quyết được. Anh thấy cái thảm cảnh của một số phận của những người đàn bà mà Ukraine chưa? Và cái xứ mà gọi là NATO, thiên đường của châu Âu đang làm chết đi cho ăn bánh vẽ, và họ họ đã dấn thân vào những cái làm gái 500 đô, 500 USD, 500 euro một ngày. Đó là một cái bánh vẽ mà hầu như các nước phương Tây tạo ra. Anh thấy thảm cảnh chưa? Anh thấy là đó là một cái sự gọi là tan nát của một cái xã hội, của một cái đất nước, mà chẳng qua vì người lãnh đạo ngu si. Anh thấy rõ ràng
cái điều đó mình lên án là lên án cái người lãnh đạo của đất nước Ukraine. Anh nghe được clip đó, tôi nghĩ đến Việt Nam ngay. Đúng rồi. Trong Việt Nam, trong cái khoảng thời gian chiến tranh ở Việt Nam, trời ơi, dân thì người tị nạn, người hồi đó ở Việt Nam, mà trong Nam mình kêu là nạn nhân chiến cuộc. Cái bây giờ nó câu chuyện nó xong rồi, mình mới nói là ở ngoài Bắc là, nó không có cái nạn nhân chiến cuộc anh. Ngoài Bắc chỉ có chiến sĩ với đồng bào với nhau, tại vì người Mỹ họ không có quân ngoại quốc đổ vô đó. Nhưng mà ở trong Nam của mình ở đó, tức là nó không có biết bao nhiêu là trại nạn nạn nhân chiến cuộc, tại vì bỏ bom mà dưới đồng dưới ruộng mà người ta không làm được. Đúng rồi. Cái gì vùng mà anh cứ tự do, người ta phải bỏ bỏ làng bỏ xã, người ta lên vô trong cái trại trại tị nạn. Trời ơi, mà vô trong trại tị nạn hồi đó đâu có cái gì đâu anh. Thì lại biết là biết bao nhiêu người con gái ở Việt Nam phải đi làm gái để làm gái đâu anh. Họ tụ họp ở chung quanh những trại lính, họ tụ họp chung quanh những trại lính nào? Đầu tiên là họ tụ họp chung quanh ở những trại lính Mỹ, lính Đại Hàn, lính Tân Tây Lan, rồi đến cuối cùng thì họ tụ họp những cái nơi mà những người đàn bà Việt Nam bỏ đi để đi làm gái, đó là tụ họp chung quanh ở những nơi, những cái trại lính của mấy ông Việt Nam Cộng Hòa. Một cái số lượng mà đến năm 1972 đấy, khi mà bắt đầu mà tôi đi làm việc ở trong Nam, ở chính phủ trong Nam, thì ở trong Sài Gòn, ở trong Nam mình có một số lượng người phụ nữ đi làm mình kêu là bây giờ là đi làm gái đấy, là một số lượng khổng lồ. Tại vì hễ cứ có bao nhiêu người dân là dân của nạn nhân chiến tranh á, nói giả dụ chẳng hạn như là có 3-4 người, cứ khoảng chừng 3 người nạn nhân chiến tranh ở trong Việt Nam, ở trong chiến tranh miền trong Nam từ năm 1963 đến năm 1975 á, cứ trong 3 người ấy, thì sẽ có một người lại đi làm thế, đó là cái di hại à, không của... có gì làm cả, bởi vì ở dưới đồng quê đúng rồi còn lấy mà làm. Anh nói bây giờ anh cho mình nghe cái chuyện của anh luật sư Triệu Quốc Thiên rồi, bây giờ mình nghe mình mới thấy nó thích tội nghiệp và thấy nổi giận, nó là như vậy đấy. Thì đúng vậy đấy, là một cái hậu quả căn bản của bây giờ tôi có nói cái thằng Ukraine, bây giờ tôi có ngồi tôi có nghĩ lại mấy ông việc cái chuyện Việt Nam hồi xưa, mà cái chuyện là chúng mình nhìn thấy là có nghĩa là chúng ta đã từng cái đất nước chúng ta đã từng trải qua những giai đoạn như mình vậy, mình nhìn thấy trong cuộc đời của tụi mình đúng đấy. Rồi bởi vậy thì bây giờ thì cái thằng dân Ukraine và cái nạn nhân chính là người phụ nữ của Ukraine, mình mới thấy mình thảm khốc ở cái chỗ là tại vì đất nước mình đã từng trải qua cảnh đó rồi, kinh nghiệm đã thấy rồi, tất cả những chuyện nó đã thấy rồi, thành ra người dân Việt Nam hiện giờ mình nói một cách nôm na là họ không tin vào bánh vẽ phương Tây, họ không tin cái điều đó nữa, là bởi họ đã trải qua một cái cuộc chiến quá dài dẳng và rất nhiều, tất cả những cái chuyện của Ukraine nó là như vậy, nó cũng chưa thảm bằng Việt Nam, nó chưa thảm hơn bằng Việt Nam, là bởi Việt Nam nó chỉ có một tháng thôi, trong khi đó Việt Nam tới 21 mới 20-21 năm, anh mà thấy khủng khiếp chưa? Thì cái vụ này tàn sát tập thể nè, Mỹ Lai nè, Sơn Tịnh nè, nói chung là tất tần vật rất là nhiều, là nhiều cái thảm cảnh đó. Mình nói lên đây để mà mình nói cho một cái cho anh hiểu, và anh với tôi quá hiểu rồi, có nghĩa là cái bánh vẽ của phương Tây nó không dễ dàng, nó không bao giờ có, chỉ là cái bánh vẽ mà thôi. Chỉ có những người bù mờ, những người bu mơ và một người dân bình thường thôi, họ cũng đã đoán ra những cái điều đó lại trong cái đó, ở một cái đất nước mà không biết nói như thế nào đây, nhưng mà mình mới hiểu cho anh nhấn mạnh mỗi câu này, có nghĩa là thực sự là đưa đẩy đến một cái đất nước rất ư là mình thấy rất ư là tội nghiệp vừa phẫn nộ anh, vừa tức giận nữa, có nghĩa là nó lẹ quá, mới có 20 mấy ngày mà nó đã ra cái chuyện này rồi, chứ phải chi mà nó kéo dài dài 5, 7, 8 năm hoặc 10 năm giống như Việt Nam thì cái này mới có 20 ngày mà đã ra như vậy rồi, thì không sớm thì chạy, tôi nói rồi, bảo đảm anh Trường khoảng cuối tháng này hoặc là tháng tới là coi như là ngã ngủ thôi, nhưng mà mình không biết nói gì là mì hơn, vì cái này mình cũng nói với anh rồi, và một số người ở đây mình chỉ có một số người nha, hay ho hay họ hay lên tiếng về
Ukraine có làm gì đâu mà đánh người ta, ý nước lớn hiếp nhỏ, mà họ chỉ nói về về cái mặt bằng thôi, chứ gọi là họ không biết sâu xa nguyên nhân sự việc như thế nào. Cái chuyện này tôi cũng đã bàn từ lâu rồi, chứ mới nói chỉ có những cái đám như họ là cuồng phương Tây, chính vì họ cuồng thế cho người ta. Anh nói đi. Đây là lần không phải lần đầu tiên mình nhìn thấy chiến tranh. Tại vì mình nhìn thấy chiến tranh ở đất nước này đó từ mấy chục lần rồi. Đúng rồi. Nhưng mà thì cái chiến tranh đầu tiên đó là nó sản xuất ra cái nạn nhân chiến tranh. Mà ở trong những cuộc chiến tranh khác trước đó, là không bao giờ mình nhìn thấy nạn nhân chiến tranh cả. Mà tất cả những người chết đều là có lý do căn bản. Đúng. Tôi cứ mỗi lần mà từ nãy giờ mà tôi nghe cái clip của ông luật sư Trục Thiên đó, tự nhiên tôi nổi giận đó, chứ không phải không? Đúng rồi. Nổi giận thiệt tình. Đúng rồi. Là tại vì hồi đó trong Nam mình thì rõ ràng là mình không có được đi nhiều, nhưng mà mình biết thì là từ cái vĩ tuyến thứ 17 á, từ cái Đông Hà, Quảng Trị mà cho đến cái Bắc Cà Mau á, chỗ nào có chạy lính Mỹ, lính Việt Nam, lính Đại Hàn, lính Tây Lan là ở đó có những người được phụ nữ Việt Nam đi bản thân để mà nuôi sống, bởi vì cơ thể của họ và nuôi sống gia đình của họ. Bởi vì anh hiểu chứ này là hầu như chính tất cả mình không làm đó. Mình không làm được gì cả, có nghĩa là nơi đồng ruộng thì không cày cấy được, không có cái gì làm được. Đúng rồi. Tệ hại cho nên vì đó họ không có cái sức sống và họ phải đi tìm tội rất là tội nghiệp là chứ không phải không. Thành thử ra bây giờ đó là mình nói chuyện là mình nhìn cái chiến tranh Ukraine rồi mình nhìn cái mẫu tin đi kiếm người như vậy, thì ngày xưa chắc nó ở Việt Nam nó cũng xảy ra như vậy đó. Người ta đến trong những cái trại tị nạn, người ta tuyển mộ những người con gái đi làm người này nói người kia, tuyển mộ đầu nậu thú bà thú ông đi tuyển mộ con gái đi cung cấp cho những trại lính. Anh có nhớ thì ở Việt Nam mình bất cứ chỗ nào có chạy lính là có cái động đĩa bên cạnh. Chính xác, cái đó là chính xác thôi. Cái đó nhưng mà cái đó cái khổ tâm của người phụ nữ Việt Nam không thể tưởng tượng không được. Không thể là cái hoàn cảnh chiến tranh. Bây giờ nói lại thì mới nhớ chứ còn không nói. Không thể tưởng tượng được. Tại thật là tại mà Ukraine ngày xưa họ là một cường quốc. Mà chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, cái giá trị của cái người, cái con người của họ nó từ chỗ này, nó từ cao thế này mà bây giờ nó tụt xuống thế này, thế tệ thật chứ không phải không, tội nghiệp cho họ chứ không phải không. Đúng. Mà cái người dân Ukraine họ đâu có tội tình gì, thì cả mấy cái thằng ông nội, mấy cái thằng lãnh đạo của tụi nó thì đó. Nó ăn mùa mê chút lũ thôi, chứ còn dân Ukraine thì dân ở đâu mà chẳng như nhau, ai chẳng muốn yên bình, người ta làm việc, người ta sống. Chính xác. Tệ đây là những cái cấp lãnh đạo thôi, chứ mình đâu có nói người dân, bởi vì người dân gọi là vô tội, nó hẳn là như vậy. Và những người cuồng Mỹ, cuồng phương Tây, cuồng NATO, cuồng châu Âu, có nghĩa là mơ mộng một sứ thương được thiên đường đổi đời, nhưng thực chất đó chỉ là bánh vẽ, hoàn toàn là bánh vẽ mà thôi. Và hậu quả bây giờ nó xảy ra như vậy đó. Thì mình nói như vậy thì để tôi nói cho nghe là rồi xong mình, bây giờ mình mới thấy điều này, anh, Việt Nam mình ngay bây giờ là tuyệt vời, hầu như tôi nghĩ là tuyệt vời nhất thế giới, bởi vì người dân ở Việt Nam mình không lo âu, không, nói chung là không có một cái gì gọi là vướng mắc, mà họ đang một cách thanh bình, một cách rất lạ lùng. Anh thấy rõ ràng là chung cái khu vực Đông Nam Á, trong đó có thằng Trung Quốc cũng lộn xộn, thằng Đài Loan cũng lộn xộn, thằng Myanmar cũng lộn xộn, thằng nói chung là tất cả mọi quốc gia vùng nằm ở cái vùng, kể cả Thái Lan cũng trục trịch, cũng này cũng kia, đúng cái chỉ duy nhất tôi thấy chỉ có Việt Nam mình là bình chân như vậy. Có nghĩa là như vậy là cái tình hình chính trị Việt Nam đang ổn định đến một cái mức mình cảm thấy là hầu như là hoàn toàn yên bình. Anh thấy rõ ràng không? Trong khi đó bây giờ tôi mới mở ra coi là cái kênh là du lịch của nó, là hiện giờ Việt Nam mình đang mở toàn từ cửa ra mời tất cả những khách du lịch, và hiện giờ đất nước Việt Nam mình rất là đẹp, nhất là ở Đà Nẵng. Đà Nẵng có người mời tôi về chơi rồi. Đó, Đà Nha Trang, Đà Nẵng là cái nơi mà tụi nó được bệnh danh là nơi đáng sống nhất rồi. Năm nay mà tôi bà anh mà không về tôi là thiệt anh, là tôi bắn anh, không có chạy ra là tôi bắn cắt cổ rất là nhiều đó, thấy không, đức đồ bạc không phải, mà còn hẹn nhau mình đi ăn sinh nhật nữa, thấy không, khổ.
mà tôi mà nói với ông rồi, ông nhớ hồi nhỏ bích bài ông trong xóm mà hai tổ chức bích bài, ba đứa bạn với xui quá cái tới ngồi kế bình bình hoặc có bị cào á, bích bài cào cái rượu xích ra này rượu của mày xua nãy giờ mẹ tao mà xui với tao sao được bích bài tôi ngồi lúc là con lít rồi tôi vui luôn. Ê, xích ra đừng ngồi gần tao, đừng ngồi gần tao được chu ẻo. Ờ đúng rồi đó, rồi nó có cái huông lít rồi vô cái huông huông sáng ra được cười như thế sáng là ra mở cửa hàng mà có mở cửa hàng mấy bà mấy bà sẽ xui là mấy bà rút phong long mà làm vui lắm kìa. Thì bây giờ tôi nghĩ mà... chuyện đó thì tôi thấy chắc chắn 100% là hình như là nó cũng có huông giống trang y chang vậy, là nó cũng đi theo, nó cũng đi theo cái lá cờ vàng thôi đi vậy. Và nó có nghịch lý ở một cái chỗ này nữa, anh và tôi và tất cả mọi người ai cũng hiểu rằng cái điều là tin tức hiện giờ hầu như là tin tức các nước phương Tây hầu như là anh cũng biết rồi, họ bóp méo sự thật và họ vào tin làm những tờ lao tào lao, thì cũng có một số người, một vài số người là tin răm rắp những cái điều đó và cho đó là sự thật, và có lúc là lên án phía bên Nga. Thì đây là mình trung lập, mình không có nói gì đó, thì mình mới thấy kỳ cục ở chỗ là, nhưng mà tin ra mặt và có những người hầu như là họ cự lại và họ nói chung là đại khái là nó có những cái mà mình cảm thấy là không thể nào mình chịu được. Bởi vì rồi hỏi thằng Ukraine từ xưa thì nó có làm gì đâu, nó có xâm chiếm ai đâu, nó cũng khủng bố gì không, mà tự nhiên nước người ta có chủ quyền tự nhiên xong là nó phiến diện, họ nói một cách mà họ không có hiểu biết. Ví dụ có vậy làm tại làm sao ỷ nước lớn ăn hiếp nước nhỏ đằng kia, bây giờ mình đánh rõ bây giờ tăng hợp này đằng bây giờ nè, thế thì tại làm sao ngày xưa nước qua bà nửa cái bán cầu 1975 hoặc trước vài năm 1963 Việt Nam mới làm tổ tình, Việt Nam đâu có dính líu gì tới Mỹ đâu, trời khổ quá, Việt Nam tức binh thuốc bên kia đại dương nửa bán cầu mà không có dính líu, không ăn quán, không ăn thù, không có chó gì đó, trời tự nhiên sắc đầu quần con ta quýt. Rồi giờ tự nhiên xong bây giờ thằng Iraq rồi thằng Libya thằng Syria các cái hỏi bây giờ trả lời giùm tôi đi, hỏi đương án ai ai tự nhiên người ta đâu có làm gì đâu đinh đáng vu cáo người ta. À, Colin Powell cầm cái lượng muối lắc 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 xong quốc ta luôn, tới bây giờ luôn chết mẹ chết cha luôn. Có nhiều người rất ư buồn cười, họ bỏ qua hết giai đoạn lịch sử mà họ chỉ có chăm chú vào những cái chuyện của Ukraine với lại Liên Xô với lại Nga Xô. Anh thấy tức cười quá, họ hỏi nhiều câu rất ư là vớ vẩn, họ đã có làm gì đâu quýnh người ta ỉ nước lớn hiếp nước nhỏ này kia. Ủa chứ hồi xưa Việt Nam á rượu mới nhỏ xíu xíu tại sao bay quýnh mà không ai nói gì trơn, rồi sao tụi bay không phản kháng, nó còn nhiều cái bố láo xàm xí rú mà nó kỳ cục quá. Mình ở đây mình không có tính ra, mình không có phân biệt, là mình không có một cái trung lập, mình nói một cách ngang ngang và tôi mình nói chính giữa ai đúng ai sai mình không cần biết chuyện trắng đen mới biết, nhưng mà họ dùng những cái từ họ lấy ra những cái câu hỏi rất là ngờn ngợt ngu si. Đây khá là mình lấy nước Việt Nam ra mình nói đi, không cần những rau xin cậy mẹ tao nước nhỏ xíu xíu đã vậy rồi mẹ tôi bay kéo cả đồng cái lũ quýnh hội đồng nào Tân Tây Lan Đại Hàn Philippines rồi Mỹ rồi đủ Canada đủ trò trơn tôi dắt dày xéo quê hương ta, nghĩ là Việt Nam mình thì sao coi cái chán cái mình ở đây mình có tin tức chiến tranh là từ năm 1980 là 81 là mình đã nhìn mình có tin tức trên TV rồi đấy, nhưng mà quả thật là hay là gần đây nhất là cuộc chiến tranh của Iraq Iran rồi đó Libya là mình coi game coi tin tức trên TV đó, tại vì mình coi cái đó thì mình là đông mà đi ngày xưa cứ đi chiến tranh đi đánh nhau mà thì thường ta thấy chiến tranh là nhìn mình coi theo dõi game, mà có cái lần này nó là thấy mọi người coi rồi đều là mình có thấy là rõ ràng đó là đây là lần đầu tiên mình coi chiến tranh mà nó ở dưới cái dạng mà của một cái bên nó bị tấn công đó. Tất cả mọi người tất cả cái đất Mỹ này họ làm như là mình coi những người xung quanh mình nó làm như là lần đầu tiên đó, là mình nhìn thấy chiến tranh đó. Chuyện chiến tranh này ở đây ở Ukraine này thì đâu khác gì được. Đâu phải lần đầu tiên mình người Mỹ chúng mình nhìn thấy đâu, mình nhìn thấy là mấy chục cuộc chiến tranh rồi chứ đâu phải. Nhưng mà chỉ có cái điều này anh không hiểu, có nghĩa là người từ xưa giờ tất cả những cái chiến tranh do NATO khởi xướng hoặc là Mỹ khởi xướng đánh đó, thì họ được nói tốt đi theo một cái chiều khác. Đúng rồi. Bây giờ nó đi theo đoàn tấn công, đúng rồi. Nó đi theo đoàn
đánh thức tấn công anh. Bây giờ là nói đi. Nạn nhân mình không nhìn thấy. Ờ, nạn nhân bây giờ ngược lại họ bị tấn công, họ trú nằm bên bên này. Nó làm là truyền thông nó đi ngược lại, cho nên vì đúng cho rồi, đó nằm đó cũng giống như ngày xưa chứ anh nhớ Kuwait với lại Iraq không? Ừ, mà nó trực tiếp lên trên truyền hình á. Nó quýnh y sao mà đâu có thấy nào chết đâu, đâu có thấy mấy lính Mỹ chết, mà đâu có thấy đâu có thấy gì đâu. Thấy quýnh y sao bắt luôn ra. Đó, vậy rồi tất cả mọi người dân Mỹ họ hờ họ phấn khởi mà họ để thấy chưa vui mừng đúng rồi đấy hay à, vậy thôi. Nhưng mà ngược lại kỳ này không dính dáng người ta, họ có nghĩa là người dân Mỹ không trực tiếp không tham chiến đó, nhưng mà đúng. Họ cứ tư cho rằng họ là bị đội cho vì đó ra truyền thông ngược, cho nên vì đó họ làm họ la làng, họ làm ghê lắm, giống như xưa Việt Nam mà bị quýnh quá cho nên người ta phải vừa phát vừa đàm vừa phao vừa đánh á, có nghĩa là họ làm những cái chuyện buồn cười lắm. Ai cũng thấy rõ điều đó, nhưng ngược lại có nhiều đứa nó lại không rõ. Ê, nó có làm gì đâu, ỷ nước lớn hiếp nước nhỏ này kia, tôi phản đối này kia. Tôi cũng phản đối thằng Nga, nên tôi thế nào tôi cũng biểu tình thằng Nga rõ ràng. Dứt khoát phải lên án thằng Nga, bảo đảm danh tôi lên án Nga rất là cực gắt. Bảo đảm là tại làm sao mà Putin quýnh chậm quá, chừng 2 ngày thôi, dù tôi phải làm lâu quá, dù mấy dân nó đói, không phải làm lâu, làm lẹ lên. Trời ơi, đúng không? Tôi lên án Nga. Không mình... Là bởi vì chiến tranh nó càng ngắn như nào thì người dân nó càng ít khổ đó. Thì đó tôi lên án vậy đó. Đúng tôi rồi. Lên án Putin đó. Thì hôm nay là hôm nay là coi như là hôm nay là 21 rồi, hôm nay là được đúng tháng rồi đấy. Với nhau bên đó hôm nay là được đúng một tháng. Đúng tháng hả? Ok. Đúng tháng tại khởi đầu 21 mà thì hôm nay là 21 nè. Ủa? Mà quả thật đó là thì quả thật đó là cái mình coi tin tức ở đây là đúng tháng này là đúng rồi. TV mình lâu lắm rồi mình đâu có coi TV tin tức này, mình không có mở đâu đó. Mình tôi đâu mở, tôi không bao giờ tôi mở TV đâu, TV mình cũng không coi nữa rồi, không coi, mình cũng coi TV nữa rồi, không có cái gì coi nữa. Trời. Chỉ là mấy chỉ là câu chuyện mà chiến tranh kỳ này đâu mà mình coi trên TV của Mỹ thì nó thiệt sự ra nó không có cái gì cả, nó chỉ là coi những người nạn nhân thôi. Tại vì họ rõ ràng có... nhưng mà cái nạn nhân ở đây là cái nhà nạn nhân không phải là của người Mỹ, nó é chỗ đó đúng rồi nạn nhân của nước khác đúng rồi, mà ông là nhà ta lúc nào cũng la làng đó là có nghĩa là truyền thông ngược, đúng truyền thông từ xưa giờ tất cả cuộc chiến tranh từ Iraq, Iran, Syria thì không bao giờ có chuyện bây giờ nó bị ngược lại cái là truyền thông nó đánh ngược lại là họ bao cho nhiêu... rằng họ cho rằng họ là bị tấn công hoặc là bị nạn hay là bị gì đó, thì nó buồn cười. Từ xưa giờ Mỹ chưa có cái tiền lệ đó, đúng rồi. Từ xưa giờ là mình nhìn thấy chiến tranh đó là mình chỉ nhìn thấy chiến thắng ở bên chiến thắng. Chưa tấn công mà được chiến thắng đấy, chưa có kẻ bại. Còn bây giờ đi ngược lại là nhìn chiến tranh lên một cái kẻ chiến bại và bà bị là bị nạn nhân nhưng nó ngộ như này nhân. Mà không phải ổng. Anh hiểu không? Đâu phải Ukraine, không phải Mỹ, không phải. Mà mấy vậy bỗng la. Mà mình biết là cái mà nó có chiến tranh á thì cũng một cái điều đầu tiên mà nó điều đầu tiên là nó xảy đến đó, là cái chiến tranh cái điều đầu tiên nó sản xuất đó là nạn nhân chiến tranh. Ừ, đúng rồi. À, có chiến tranh có rồi. Cái này hay lắm nè. Mà để tôi cho anh nghe. Ngày hôm qua luật sư Trần Quốc Thiên mới đưa một cái bản tin rất ư là thấy thảm, rất là thảm cho Ukraine, người dân Ukraine, cuộc chiến Ukraine chỉ vòng quả có 20 ngày thôi. 20 ngày thôi nha, anh nhớ kỹ điều đó. Và hiện giờ trên trang mạng của những cái báo đài của Ukraine, à, tụi gì ta? Tụi Ukraine, à, Chechnya hay Ukraine gì, không có. Đã đang tuyển mộ làm những người phụ nữ Ukraine làm gái, một ngày 500 euro. Anh thấy tàn nhẫn không? Anh thấy khủng khiếp chưa? Đó là đi theo dưới con đường đó. Đó, tụi mà đã môi giới mại dâm này kia vô rồi. Mà nó có gì xảy ra chưa đầy một tháng. Trong khi đó Việt Nam mình 21 năm. Thì anh nghĩ kinh khủng chưa? Mà nó chỉ xảy ra có chưa có mấy chục ngày chưa đầy tháng. Mà nó đã xảy ra như vậy rồi. Đó, anh có coi chương trình của thằng Tử Quốc Thiên anh nghe chưa? Cứ chưa, mình chưa coi. Cái hồi sáng này, hồi tối hôm qua mình cũng coi được mấy cái clip của mấy cái ở thành phố nào đó, cái người ta làm như người ta thiếu thức ăn đó, rồi người ta làm cái gì đó, có thể là người ta
lấy thức ăn ở trong bất hợp pháp đó, rồi mấy ông lính Ukraine đó, tôi nghĩ mình nước quốc xã hay là thằng nào mấy người phát xít ấy, cũng mà nó lấy dây băng keo cho nó cột người đàn phụ nữ đó, nha, phụ nữ hả, nó cột cái cô nó vào, còn trẻ lắm, có chừng 30 tuổi, mà cũng đẹp gái lắm chứ khỏe không. Nói như vậy để cho mình hiểu rằng ngay tại thời điểm này mình ở Mỹ, hiện giờ Mỹ cũng đang lộn xộn, là chính trị Ukraine rồi nội bộ đấu đá nhau rồi trung thư kiện tùm lum tà la, anh thấy nó xào xáo đủ thứ chuyện trên trời. Mà trong khi đó Việt Nam mình ngay bây giờ, năm nay tôi danh về Việt Nam là coi như số 1 thế giới rồi, còn tuyệt vời.